Thưa quý vị và các bạn, nhà sản xuất của game Mario, Donkey Kong và một loạt các nhân vật video game nổi tiếng khác, ông Shigeru Miyamoto vào ngày 25 tháng 10 đã công bố dự án mới nhất của mình dưới hình thức là một đoạn phim ngắn, dựa trên một trong các trò chơi mà ông đã từng hỗ trợ thiết kế. Với tổng thời lượng lên đến 23 phút, ba phần phim ngắn Pikmin của nhà sản xuất game Miyamoto đã vừa được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo. Được biết, dòng sản phẩm Nintendo Pikmin được phát hành lần đầu tiên vào năm 2001 và hiện tại đây sẽ là hiện thân lần thứ ba của nó trên Nintendo Wii U. Tôi nghĩ rằng Pikmin có thể sẽ thú vị hơn nếu nó được hiển thị trên màn ảnh rộng và do đó tôi đã bắt đầu sản xuất sản phẩm này. Với hơn 30 năm gắn bó với việc thiết kế hoặc tham gia vào các dự án game, Miyamoto cho biết ông đang được yêu cầu đưa các sản phẩm của mình lên màn ảnh rộng. Dù khẳng định ông vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nghề, song một sự thay đổi nhỏ có thể sẽ được thực hiện trong tương lai với việc sẽ có thêm các đoạn phim sẽ được ra mắt phục vụ nhu cầu của người sử dụng. Mặc dù các đoạn phim ngắn đã được công chiếu vào cuối tuần qua tại sự kiện điện ảnh lớn ở thủ đô Tokyo, song ngày phát hành của sản phẩm này vẫn chưa được công bố ở Nhật Bản cũng như trên thế giới.